Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Vệ Ngọc. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát đều là cha lành mẹ hiền của chúng sanh bị khổ nạn, làm chỗ nương tựa và bảo hộ của nhân gian ở đời này và thời này. Mỗi khi nghe tiếng còi hú của tàu hỏa, trong lòng tôi tức khắc nhớ nạn qua, đường tốt đẹp như chính mình ở cảnh ấy. Nhớ lại khi nhỏ lúc 7 tuổi, gia đình tôi bị một cơn hỏa hoạn đáng hận, liên tiếp hai lần bị cháy, nhà cửa tài sản bị thiêu rụi. Cha tôi vì thế lo buồn mà sanh bệnh, một gia đình đang tốt đẹp mà bị ngọn lửa vô tình phá hủy tất cả. Ngọn lửa bắt nguồn từ nhà bên cạnh, giữa đêm họ tổ chức đánh bạc, người hút thuốc, thiếu cẩn thận, vớt đầu thuốc bừa bãi dẫn đến hỏa hoạn. Tại nhà đánh bạc, người bị thiệt hại không ít. Vào năm 42 dân quốc, chúng tôi sinh sống rất khó khăn, con cái còn nhỏ, thân thể yếu đuối, tinh thần bị sút kém, tôi giống như con dê lạc đường, đi vào thánh đường của đạo Gia Tô nghe đạo, tham gia Thiên Chúa để bù đắp sự tản mát, lại như muốn theo luôn đạo này. Bấy giờ, bọn họ bảo tôi phải làm giáo thánh, phải nạp 30 đồng, tôi không có 30 đồng, lại cũng do túc duyên của tôi, nên tôi may mắn được vào cửa Phật, không phải tin theo Thiên Chúa. Lần thứ nhất, tôi được nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lần thứ hai, tôi được nghe Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Không luận là gió mưa bão táp, đều có thể buông hết phiền não. Trước thì sanh lòng cung kính, đến khi nghe xong, thân tâm được thanh tịnh tươi mát. Lại thường ở trong mộng, thấy Đức Đại Thánh Đại Nguyện, Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho tôi hỷ lạc, không cách gì tỷ dụ được. Đại khái trong tôi phát hỷ thật sung mãn vậy. Mồng 1 tháng Giêng năm Dân Quốc 45, tôi lãnh lệnh tiếp quản của giám ngục môn ở Đài Trung, cửa hàng ở đường Tự Do số 96, đối diện địa phương pháp viện ở Đài Trung. Phàm những sản phẩm được làm từ đan mai mọc cỏ mai của những tội nhân đều được bày ra chỗ này để bán. Các sản phẩm này được làm rất tinh vi, khó nhọc. Tôi ăn ở làm việc tại cửa hàng này, công việc tốt đẹp như ý muốn. Phòng ở tuy nhỏ, tôi để có được một cái giường đơn, dành một chỗ thiết trí Phật đường, dùng màn để ngăn. Nhà bếp, phòng vệ sinh, nơi ăn uống là bàn làm việc. Các bàn khá lớn, giá 250 đồng. Bấy giờ tôi đang dùng một cái bếp, dầu lửa cũ. Một ngày nọ sau ngọ, tôi không cẩn thận, đổ dầu đầy bếp. Cái bếp bản thân vốn đã rất cũ kỹ, tôi tiếc nên không bỏ. Mồi lửa để nấu cơm xong, tôi ra phía sau để rửa rau. Rửa vừa xong thì thấy ngọn lửa lớn bùng lên, tôi vội vã đem các bếp lò sang bên bàn làm việc để vứt bỏ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì đứa con lớn đột nhiên từ ngoài chạy vào, chụp lấy tấm thảm trải giường, trùm lên bếp lửa, ra ngoài cửa lớn. Nhưng ngọn lửa bốc cháy mạnh, người đi đường khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên có một thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi chạy đến, không nói không rằng, hết sức cứu giúp, so với con lớn của tôi còn dũng cảm hơn, khiến cho ngọn lửa bị dập tắt. Những người đứng xem đều khen ngợi lạ kỳ. Khi tôi tìm người thanh niên để cảm tạ ân xã thân cứu giúp thì chẳng thấy đâu nữa cả. Lòng tôi rất lo lắng khi bếp lửa bị ném bên cạnh bàn làm việc, dầu trong bếp lửa cháy tràn lan trên đất, bốn phía đều là sản phẩm để bán. Lửa đã thiêu bảng giá bán của sản phẩm dựng bên bàn làm việc, nhưng cái bàn không bị một chút hư hại nào, mà các vật phẩm cũng không bị gì cả. Vị thanh niên đó há chẳng phải là Địa Tạng Bồ Tát hóa thân đến giúp hay sao? Mỗi tháng tôi đều lễ bái Địa Tạng Bồ Tát, phẩm 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chép. Đời vị lai, nếu có người nam người nữ nào muốn cầu trăm ngàn vạn ước nguyện, trăm ngàn vạn ước sự cho hiện tại và vị lai, thì nên quy y, chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường tán thán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì các sở cầu sở nguyện đều được thành tựu. Lại nguyện Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thường thường ủng hộ, khiến giàu ở trong mộng cũng được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Việc xảy ra đã hơn 20 năm,
Kể lại sự linh cảm này như vẫn hiện rõ trong tâm, như quả lửa lớn thiêu rụi sản phẩm mà còn lan đến vô số phòng ốc lân cận. Tôi sẽ bị hình phạt ở trong tù mà sinh nhai, vứt bỏ con nhỏ đáng thương thật không muốn tưởng tượng đến. Do sự kiện này, tôi không bị cơ quan chủ trách phạt một tiếng nào. Viết đến đây, tôi cảm tạ ơn sâu đến nỗi rơi lệ. Ha ha ha,